Rồi, tôi giải lớp 9 nít số 1 cấp trường vòng 12. Các em chuẩn bị nháp và máy tính vào túi ha. Nhập mã thi. Bắt đầu làm bài. Bài số 1. Ồ, sao lạ vậy? Chọn tăng dần à? Ồ, sao lạ vậy ta? Lớp 9 vòng 12. Ồ, quá lạ luôn. Chọn tăng dần à? Rồi, giờ các em dùng cái bảng nháp để lưu kết quả ha. Lấy bảng này luôn đi. Thu nhỏ lại. Rồi. Giá trị của A biết đồ thị âm số đi qua M 1 trừ 1. Lấy số 1 thay vô chữ x là A nhân 1 là thành A luôn, và A cũng trừ 1 luôn. Còn này, giá trị nhỏ nhất của nó. Các em dùng bất thức Cauchy thầy dạy trong khóa học V91 nha. A trừ 1 cộng 1 trên A trừ 1 cộng 1. Ừ. Thì giá trị nhỏ nhất của nó là cái này cộng này sẽ lớn bằng 2 lần căn 1 là thành 3 kia. Theo bất thức Cauchy cái này là bằng 3. Nhỏ nhất là bằng 3. Cái nít số 1 này là thầy lấy đáp án là chủ yếu các em nhé. Qua nít số 2 thầy sẽ giảng tường tận kỹ càng hơn. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức này sẽ bằng âm 24 ha. Cái này là người ta cho rồi thì mình cứ ghi lại âm 14. Tan B tan C. B và C là hai góc phụ nhau. B và C là hai góc nhọn nhưng ngang chóp vuông phải phụ nhau. Như vậy tan B là sẽ bằng cotang C. Mà cotang C nhân với tan C thì cũng bằng 1. Tan một góc nhân cho cotang một góc đó thì bằng 1 cái nhé. Tan alpha nhân cotang alpha bằng 1. Cái này là trừ 25 để cho rồi. Cái này dùng chức năng tìm x đi, tìm x đi cho nhanh các em. X bình cộng 7x cộng 14 bằng 2 lần căn x cộng 4. Rồi đợi máy giải một xíu. Rồi kết quả máy giải ra bằng trừ 3 các em. Trừ 3 cộng 4 là 1 bằng 2 ha. Trừ 3 là thành 9. 9 với 4 23. 23 trừ 21 bằng 2 đúng luôn. Bên này thì bằng 2. Rút gọn cái này. Bằng trừ 32. Đâu? Bằng 16 nhé. Không, xin lỗi các em bằng không. X bình trừ x bình là hết, 16 trừ 16 là hết. Như vậy là còn lại là trừ trừ 8x trên x. Ủa sao kỳ vậy ta? X bình trừ x bình là hết nè. 4 bình là 16 trừ 16 là hết nè. Như vậy là còn lại là trừ 8x đúng không? Trừ 8x rút gọn viết lại bằng trừ 8 mới đúng. Thử lại cho anh chắc đi. Đúng luôn. Hết nghi ngờ rồi. Hành độ của điểm M. Biết điểm M thuộc trục tung. Một điểm thuộc trục tung thì hành độ bằng 0. Rồi vậy các em nghe. Như vậy là bây giờ mình chọn tăng dần. Như vậy nhỏ nhất sẽ là trừ 25.
chương 5 đây. Thì copy lại ra. Lỡ sai cái là mình biết đường mình sửa ha. Chữ 25 đây. Tiếp tục là chữ 24. Đây. Chữ 24 rồi á thì tới chữ 21 nha. Chữ 21 là số này. Rồi tới chữ 14. Rồi tới chữ 8. Rồi tới chữ 3. Rồi tới 0. Một, hai, ba. Giống cái hồi xưa ấy nhỉ. Con rắn ra trước, biết ngay mà. Rồi, cái này các em giải nhanh ngoài nháp đi. 5/3 trừ 1 trừ 1/3 chuyển từ bên phải qua bằng 2. 5/3 nè, trừ 1 nè, trừ cho 1/3 nè, ra bằng 1/3. 1/3 căn 15x bằng 2, vậy căn 15x sẽ bằng 6. Vậy là 15x sẽ bằng 36. Vậy x bằng 36 chia 15. 12/5 kìa. Nó đây. 12/5 ha. Con chuột. X bằng trừ 1 thì ráp vô đây thôi. Trừ 2 nhân trừ 1 là bằng 2. 2 cộng 1 sẽ bằng 3. A bằng F của 1 cộng căn 3. F của 1 cộng căn 3 thì các em lấy x thay bằng 1 cộng căn 3 thế vô đây thôi. Vậy A nó sẽ ra là 1 trừ 3 là thành A bằng trừ 2 ha. Còn B á, B là bằng F của 2 cộng căn 3. Vậy các em lấy 1 trừ căn 3 nhân với 2 cộng căn 3. 1 trừ căn 3 nè, nhân với x là giờ đổi thành 2 cộng căn 3. Vậy là bằng trừ 1 trừ căn 3. Trừ 1 trừ căn 3 thì sắp xỉ trừ 2,7. B là bằng trừ 2,7. Còn A là bằng trừ 2. Vậy A phải lớn hơn B rồi nhá. A là trừ 2, còn B là trừ 2,7. A lớn hơn B. Con mèo. Cái này nó sẽ bằng 0,5. 0,5 mà nhân với 4 thì bằng 2 kìa. Con trâu. Căn bậc 2 số học của 20 là bằng căn 20. Vậy thôi chứ hỏi gì nữa. Hết rồi. Cho hàm số này kết luận nào đúng? Đồ thị cắt trục tung tại điểm có M bằng trừ 3 thì các em thấy ở đây nè. 2 nhân trừ 3 sẽ bằng trừ 6. Như vậy là tung độ góc bằng trừ 6. Nếu cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng trừ 6. Đúng rồi đó. Cái này đúng. Con chó chạy đâu. Giá trị nhỏ nhất của cái này thì cái này cũng đơn giản thôi các em. Bây giờ sợ không có thời gian ha. Thôi nít số 2 thầy sẽ giảng kỹ nha. Còn nít này thầy sẽ giảng bằng miệng thôi. Các em nghe lắng nghe thì là lấy nháp ghi bên cạnh đi. Rồi quy sẽ bằng cái căn thứ nhất á, là các em sẽ biến thành x trừ 3 cộng 2 lần căn x trừ 3 cộng 1 đằng đuôi. Như vậy là cái căn đầu tiên nó sẽ biến thành giá trị tuyệt đối của căn x trừ 3 cộng cho 1.
Tương tự, cái căn thứ hai á là các em sẽ biến thành là căn của x trừ 3 cộng 6 lần căn x trừ 3 cộng 9. Như vậy là cái căn thứ hai á, cái căn này nè, nó sẽ biến thành giá trị đối của x trừ 3 cộng cho 3. Rồi hai cái giá trị tuyệt đối cộng lại thì sẽ lớn hơn bằng giá trị tuyệt đối của tổng. Như vậy là nó sẽ lớn hơn bằng ấy nấy quá. Quy sẽ bằng. Đây thì giải dưới này cho các em xem. Quy sẽ bằng giá trị tuyệt đối của căn x trừ 3 cộng 1 cộng cho giá trị tuyệt đối của căn x trừ 3 cộng 3. Có thể đổi cái này thành dấu trừ luôn đi. Đâu có mất mát gì đâu. Cái này học V91 rồi thì làm tốt. Vậy lớn bằng giá trị đối của tổng. Tổng 2 này lại. Vậy là 1 cộng trừ 3 là sẽ bằng trừ 2. Và như vậy nó sẽ bằng 2. Giá trị nhỏ nhất là bằng 2 các em. Ô, không có luôn à. Xin lỗi các em. Cái này là x trừ 3 cộng 1 ở đúng rồi. 1 x trừ 3 2 nhân 3. Đúng rồi. Hai này cộng lại hết. 1 cộng cho trừ 3 là thành trừ 2. Ủa, giá trị tuyệt đối là 2 mà. À, giá trị nhỏ nhất là bằng 2 mà. Kỳ cục vậy. Làm lại nha. Chết. Thầy bị lừa các em. Thầy bị lừa. Các em ạ. Bị lừa trầm trọng luôn. Cái đề rất hay. Cái đề này em nào máy móc dùng cái hàng đẳng thức kia là chết. Như vậy là căn x trừ 3 cộng 1 là số dương. Như vậy phá tuyệt đối ra luôn. Vậy là bằng chính nó luôn. Như vậy là nó bằng... cái này là đó. Rồi cộng cho cái này luôn, bằng chính nó luôn. Phép cộng mà đâu có âm đâu mà lo. Thì hai cái căn này bét nhất là bằng 0. Thì lúc hai căn này bét nhất bằng 0 thì 1 cộng 3 là bằng 4, vậy giá trị nhỏ nhất là 4 các em. Đề lừa đảo thiệt. Con dê. Hàm số nào không đi qua góc tọa độ. Cứ hàm số đi qua góc tọa độ là có dạng y bằng a nhân x, cái này đi qua góc tọa độ, cái này đi qua góc tọa độ, cái này đi qua góc tọa độ, vậy cái này không đi qua. Con khỉ. Rồi, cái p phở trên này sẽ bằng gì? Cái p phở thực ra là bằng, các em tự tính cái này ra nghe. Nó sẽ bằng giá trị đối của 3x trừ cho 1 cộng 1 trừ 4x. Mà người ta cho x lớn hơn 1. Không. X mà lớn hơn 1 á thì suy ra là 3x sẽ lớn hơn 3, nhân hai vế cho 3. 3x lớn 3 thì cái này phá tuyệt đối ra. 3x lớn 3 thì cũng lớn 1. Vậy 3x trừ 1 là dương. Vậy P phở sẽ bằng 3x trừ 1 luôn. Cộng 1 trừ 4x. Như vậy là trừ 1 cộng 1 là hết. Như vậy là còn lại trừ x. P phở thực ra là bằng trừ x. Như vậy là theo đề thì P bằng trừ 4. Thì suy ra là trừ x sẽ bằng trừ 4. Chia x cho 4 kìa. Không tin các em thử lại đi. Không? 4 nhân 3 12. 12 trừ 1 là bằng 11. 11 cộng 1 là 12. 12 trừ 4 nhân 4 là trừ 16 là bằng trừ 4 à. Chạy đâu con ngựa. Bài này dễ. Bài này giải trong khóa học V91 rồi. Biểu thức đó nó sẽ bằng gì? Thầy đặt biểu thức đó là P phở đi. Nó sẽ bằng là căn x trừ 1 cộng 2 trên căn x trừ 1. Vậy nó sẽ tách ra thành 1 cộng cho 2 trên căn x trừ 1. Bây giờ các em sẽ ép căn x trừ 1 là ước của tử. Căn x trừ 1 sẽ là
ước của 2, như vậy là bằng 1 này 2 nè, hoặc là bằng trừ 1 trừ 2 nè. Như vậy là căn x sẽ bằng, căn x trừ 1 bằng 1 thì căn x sẽ bằng 2, căn x trừ 1 bằng 2 thì căn x sẽ bằng 3, căn x trừ 1 bằng trừ 1 thì căn x sẽ bằng 0, còn căn x trừ 1 bằng trừ 2 thì căn x sẽ bằng trừ 1. Mà không thể là căn x bằng trừ 1 được rồi. Vậy căn x sẽ bằng 2 hoặc 3 hoặc 0 thôi. Vậy x sẽ bằng 4 hoặc 9 hoặc 0, 0, 4, 9. Tập hợp tất cả các giá trị của x để biểu thức này đạt giá trị nguyên này là số này, 0, 4, 9 ha. Số 0 được, số 4 cũng được, số 9 cũng được. Rồi trở lại bài. Tam giác ABC vuông ở A. AB bằng 12. Tan B bằng 3/4. Tan B bằng 3/4, tính AC. AC sẽ bằng cạnh góc vuông kia là 12 nhân tan góc đối. Tức là nhân 3/4 luôn. Và kết quả là sẽ bằng 12 rút gọn với 4 là được 3. 9 cơ. F3 thay vô đây thôi, thay x bằng số 3 bằng 30. Hỏi lạ. X bằng 1, y bằng 5 thì B sẽ bằng là 5 cộng 1 là 6 ha. Trừ 1 chuyển qua kia là 1 cộng 5 bằng 6 đó. Dễ vậy thật. Sin A bằng 3/5 thì cos A sẽ bằng gì? Cos bình A sẽ bằng 1 trừ sin bình A. Vậy là lấy 1 trừ 3/5 tất cả bình đi là ra 16/55, đó là cos bình ha. Lấy căn của kết quả đó là ra 4/5. 4/5 mà đổi ra số thập phân là 0,8 lên nha. Đó là số thập phân gọn nhất. Cái này bấm máy thôi các bạn. Căn 2 nhân mở ngoặc. Căn 5 trừ 1 đóng ngoặc. Nhân căn của 3 cộng cho căn 5. 4. Rồi. Cái này kem biến đổi thôi. Nó sẽ bằng 2. Ra sin bình cộng cos bình là bằng 1, bên là sin bình cộng cos bình là bằng 1. Còn 2 sin cos trừ 2 sin cos là hết ha. 1 cộng 1 thì bằng 2. Cái này bấm máy các em. Căn 14 cộng 6 căn 5 cộng cho căn 14 trừ 6 căn 5 bằng 6. Tìm x. Thầy nhìn vô thầy thấy x bằng 3/5 luôn rồi đó. 0,6. 0,6 nhân 5 á là bằng 3. Đúng không? 3 trừ 3 là bằng 0. Bên này cũng vậy, không bằng không là hết. Nhiều cái mò cho nhanh nha. Rồi, bài này. Bài này sẽ thấy lạ lạ. Hình như bài này làm rồi.
bà làm rồi các em, bằng không. Bài này mình làm ở cái vòng trước, cái vòng số 10 á, nhé, bằng không. Có đúng không trời? Chính xác, chính xác. Thầy dở lại cái YouTube cho các em coi ha. Dở lại YouTube nha. Đây các em, bài này nó chính là bài này nè, đúng không? Nhưng mà nó thay cái chữ số 3 thành chữ A thôi, đúng chưa? Vậy là đáp án bằng không nha. Các em quay lại nick số 2 lớp 9 vòng 11 tự coi cách giải ha. Rồi, tìm hệ số A sao cho các đường thẳng y bằng ax trừ 1, y bằng 1, y bằng 5 và trục tung tạo thành thang. Bây giờ thầy lấy cái mặt phẳng tọa độ ra làm việc cho nó dễ nè. Giờ thầy nhập đường thẳng y bằng 1 đã. Rồi ra y bằng 1 rồi đó. Y bằng 5. Rồi ra y bằng 5 rồi đó. Rồi y bằng ax trừ 1 sẽ cắt và tạo thành diện tích bằng 8. Phức tạp nhỉ. Giờ các em thử a bằng 1 thử coi. Y bằng x trừ 1. Nít 1 tìm đáp án thôi. Còn nít 2 thì mình sẽ giải kỹ, giải theo biến đổi toán học. Rồi ở đây cái đường thẳng y bằng x trừ 1, tức là thầy cho a bằng 1 đó, thì nó cắt hệ số a dương tạo thành thang. Đường thẳng y 1 đây, đường thẳng y bằng 5 đây, trục tung đây và đường thẳng này đây. Cái đáy bé là 2 nè, đáy lớn là 6. 2 cộng 6 là bao nhiêu rồi? 2 cộng 6 là bằng 8. 8 nhân cho chiều cao 1, 2, 3, 4 nhân 4 chia đôi. 2 cộng 6 là 8, 8 x 4 32. 32 chia đôi là bằng 32 chia đôi là bằng 16. Nhưng mà người ta muốn diện tích là bằng 8 cơ. Vậy các em phải dời đường thẳng này vô. Dời đường thẳng này vô. Mà a bằng 1 là hết cỡ rồi. 1 là dương hết cỡ rồi đúng không? Sao cho các đường thẳng y bằng 1, y bằng 5 và trục tung và đường thẳng đó. Đây là đáy bé là 2 ha. Đáy lớn là 2 nè, 4 nè, 6 nè. 2 cộng 6 là 8. Nhưng chiều cao là 4. Và chia đôi 8, 4, 3, 2. Thì không được. Về hệ số A thầy chọn khác đi. Hệ số A thầy chọn bằng 2 thử coi. Y bằng 2x trừ 1. Có ra gì? Rồi. Nó ra đường thẳng mới nè, đường thẳng này nè. Đáy bé là 1. Lần này đáy bé ra 1. Đáy lớn là ra 3. 1 cộng 3 là 4 rồi. Nhân chiều cao là 4 luôn. 4 x 4 là 16. Chia đôi là bằng 8. Chính xác. A sao bằng? Bằng 2. Còn tại sao ra 2? Thì bài sau thầy hướng dẫn. Còn nít 1 thì giải tìm đáp án thôi ha. Rồi vậy các em nghe. Hẹn gặp lại ở nít số 2.